Rồi ngồi hai quanh hai chân này nhau. Bởi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ vừa tập và vừa lắng nghe các cái kiến thức chia sẻ về cách ăn, các cái thức ăn hàng ngày đó và các cái thời điểm ăn. Đan 10 ngón tay với nhau đó, nâng cao vai rút dài cuộc sống lên. Các cái thời điểm ăn để làm sao mình có thể nhỏ cái bụng của mình nhất. Hầu hết mọi người rất là quan tâm tới cái việc ăn uống cái gì để khỏe mạnh và đẹp. Nhưng có lẽ là do cái thói quen công việc cũng như là cái sở thích ăn uống của mình dẫn tới là việc nghĩ là một việc, còn có ra được kết quả hay không lại là cái việc nữa. Thì trong buổi học của ngày hôm nay, buổi tập ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu dần dần từng phần một nhé, để có thể ăn uống có được sức khỏe tốt nhất, lại có được cái cảm xúc dễ chịu thoải mái nhất sau khi bữa ăn kết thúc, đồng thời là có được cái vóc dáng, đặc biệt là cái bụng của mình nó nhỏ gọn gàng, tránh trường hợp là bụng to quá. Mà bụng to không chỉ dừng lại là các cơ quan tạng bên trong của mình bị to đâu, mà còn do một số lượng lớn mỡ thừa tích tụ ở khu vực đó gây ra các tình trạng mỡ nội tạng này. Ví dụ như là gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Nâng cao vai nhá, giữ thật tĩnh, hơi đẩy nhẹ hai cánh tay về sau. Vậy thì ăn như thế nào để bụng mình nhỏ nhất có thể? Bây giờ giả thiết nhá, cô chú anh chị đang là 50 kg, giả thiết là 50 kg nhé, mình cũng có thể lấy cái con số là cân nặng hiện tại của mình đi. Thì giả thiết mình giữ cái cân đó trọn đời, mình muốn giữ ổn định cái cân đó trọn đời. Còn nhiều người thì có mong muốn giảm một hoặc là nhiều cân, không khó đâu, dễ cực kỳ, dễ vô cùng luôn, chỉ cần ăn đúng cách thôi là tự động nó sẽ giảm, cũng chẳng cần tập luyện làm gì cho nó mệt chứ. Giả thiết mình là 50 kg, bây giờ mình muốn giữ ổn định 50 kg đó trọn đời và muốn có cái bụng nhỏ nhất có thể thì có công thức ăn như sau. Chúng ta sẽ lấy một con số toán học là 30 nhân với 50, cái con số ví dụ đấy, thì sẽ ra 1.500. Ai đó mà đang là 60 kg hoặc 65 hoặc 70 kg thì chúng ta cứ lấy 30 nhân với chính cái con số đó, con số cân nặng của mình đấy, thì sẽ ra 1.000 bao nhiêu hoặc 2.000 hoặc là 3.000 bao nhiêu. Thì vừa rồi tôi lấy cái ví dụ là 50. Vậy thì 30 nhân với 50 bằng 1.500. 1.500 nó là cái gì? 30 là con số toán học nhé. Còn cái cân nặng của mình là con số cụ thể mà mình muốn tới, hoặc mình muốn giữ nguyên, hoặc mình muốn giảm đi, đúng không? Hoặc mình muốn tăng lên. Và cái kết quả của hai con số đó nhân với nhau chính là cái lượng calo mà mình cần tiêu thụ hàng ngày để mình hướng tới cái cân nặng đó. Hoặc thôi, kéo tay chạm vào gáy, mở rộng cùi chỏ sang hai bên, nâng cao ngực, mở rộng lồng ngực, đẩy thật mạnh hai cái cùi chỏ tay rộng về hai bên và đẩy ra sau. Thật tĩnh nhá. Mỗi lần hít vào, mở rộng lồng ngực của mình sang một chút, rút dài cột sống lên trên và mở rộng lồng ngực sang hai bên. Giữ tĩnh. Kết quả ở hai con số đó nhân vào với nhau chính là cái lượng calo mà hàng ngày mình đang ăn vào. Có thể cô chú anh chị ăn thừa nhiều hơn đó 2 hoặc 3 lần, không ăn ít hơn nhé, có thể là thừa thì mình cũng chỉ hấp thụ được từng đó thôi. Có thể mình ăn đến 3.000 calo nhưng cái năng lực hấp thụ của mình chỉ được bao nhiêu nhỉ, 50%, thì mình chỉ còn hấp thụ được 1.500. Và nhờ có 1.500 calo đó mà mình mới giữ được ổn định cái cân nặng mà mình đang có. Còn mình muốn tăng lên thì mình ăn thêm, muốn làm sao giảm đi thì mình ăn bớt cái lượng calo đó đi. Có nghĩa là chúng ta chỉ tính được cái lượng calo mà cơ thể mình hấp thụ được, chứ không thể tính được chính xác là mình ăn được bao nhiêu bằng cái công thức tính như vừa rồi. Có đúng không? Mình không biết là mình hấp thụ được bao nhiêu phần trăm mà. Thì lát nữa mình sẽ biết là mình hấp thụ được bao nhiêu, chính xác bao nhiêu phần trăm nhé. Nhờ nghe hết toàn bộ kiến thức trong buổi học của ngày hôm nay. Đó. Rồi sau khi mình biết là 30 nhân với cái cân nặng mà mình đang muốn hướng tới đấy, sẽ ra cái con số là lượng calo mà mình hấp thụ được trong tất cả những loại thức ăn, thực phẩm, nước uống hàng ngày mà mình dùng vào người. Sau khi biết rồi thì mình cứ nghĩ rằng là cứ ăn như vậy thì chắc là sẽ có cái vóc dáng khỏe mạnh và cơ thể đẹp nhất.
Không phải. Vì một ngày có tới 24 tiếng, mà trong 24 tiếng đó thì có những thời điểm chúng ta phải làm việc rất là nặng nhọc. Có những thời điểm chúng ta nghỉ ngơi không làm gì. Có những thời điểm mà chúng ta vừa làm vừa chơi. Cụ thể là buổi sáng, hầu hết chúng ta đều lao động và làm việc vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều đúng không? Còn buổi tối và đêm thì chúng ta nghỉ ngơi. Vậy thì cái thời điểm khác nhau cần đòi hỏi một lượng nhiên liệu khác nhau, chứ không phải là chúng ta sẽ ăn dồn dập tất cả vào trong một thời điểm và lấy ra sử dụng. Hoặc chúng ta thích ăn vào thời điểm nào thì chúng ta ăn, không quan trọng. Cụ thể hơn này, buổi sáng tầm từ tầm khoảng 7 giờ đến tầm khoảng 11 rưỡi là những cái thời điểm chúng ta sử dụng nhiều năng lượng nhất. Hơi xoay toàn thân sang trái, rút dài cột sống căng, tập trung vào xương nhá, tách giãn và tác động thật sâu vào các đốt xương chứ không phải tác động vào da thịt đâu. Chúng ta sẽ thấy chối chối, tức tức và vướng vướng, thậm chí thấy hơi bất lực trong cái việc kiểm soát cái động tác như thế để tác động vào những vị trí đó. Tĩnh nhá, tập bằng cảm xúc thôi. Anh Trung thẳng lưng lên, thẳng cái đầu lên, ngửa hơi ngửa đầu về sau một tí, đúng rồi. Rồi, những thời điểm khác nhau thì chúng ta sẽ sử dụng nhiên liệu nhiều ít khác nhau, chứ không thể là có chuyện là làm sao nhỉ, tất cả đều lai dai cả ngày như vậy. Và cũng không thể có chuyện là một ngày chúng ta chỉ có ăn có 3 bữa thôi, chỉ có 3 bữa thôi nhá. Ăn như vậy thì mọi người sẽ hình dung ra là chúng ta đổ một lượng lớn calo vào trong cơ thể tại một thời điểm, thì mình làm sao có thể chia được nhỏ ra. Mình đâu phải là có một con người có cái não bộ biết cách chia lượng thức ăn ra hàng ngày thật là đầy đủ chi tiết theo những cái nhịp mà mình cần sử dụng nhiều năng lượng. Buổi sáng mình chưa làm việc nhiều, mình đang đủng đỉnh dậy vệ sinh cơ thể thôi, tầm đó đó là mình thấy đói đúng không, chưa thấy gì cả. Sau đó thì mình ăn nhiều lên thì mình thấy no, và no thì có phải là tự nhiên có được năng lượng ngay tức khắc đâu, cần phải có thời gian để chuyển hóa, cần phải có thời gian để làm sao sản xuất ra dần dần, chứ cứ ăn vào là có luôn đâu, đúng không? Và cũng không thể có chuyện là tự nhiên đến trưa mình lại làm sao đùng cái mình lại đói ngay. Nhưng sự thực thì đúng là có rất nhiều người ăn càng nhiều vào buổi sáng nhưng lại càng đói vào buổi trưa. Vậy thì ăn như thế nào để giải ra cả ngày? Sau khi mình biết được cái con số calo mà mình cần ăn chính xác là hấp thụ được cả ngày, thì chúng ta cần chia nhỏ ra nhé, thành nhiều bữa chính và nhiều bữa phụ trong ngày để có thể có được cái vóc dáng đẹp nhất, sức khỏe tốt nhất, đồng thời là không bị to bụng, không bị to bụng. Có lẽ thì có rất nhiều người chả quan tâm đến việc này lắm đâu, vì đôi khi họ cũng chả cần đẹp nữa, mệt quá rồi, nhọc quá rồi, có tuổi rồi, cũng chả quan tâm đến việc đẹp nữa, mà làm sao càng khỏe càng tốt. Nhưng chắc chắn có một điều này, khỏe thì mới đẹp được, chứ không thể có chuyện mà tôi chỉ cần khỏe tôi không cần đẹp. Thôi buông đổi bên, nhất là đối với những người trung cao tuổi, nhiều khi mình cũng mệt mỏi quá mình cũng chỉ cần ăn uống như vậy thôi, chứ mình cũng không nhất thiết, mình cũng không không kiểu như cũng không cầu thị vào cái việc ăn uống nghiêm túc để có thể khỏe hơn được một chút nữa. Mình ăn uống như vậy là được rồi, cái kiểu như là mình mệt quá, mình nhọc quá, hoặc mình lười quá, lâu dần thành ra ì, mình cũng chả biết là đúng hay sai nữa. Tập thì khỏe lên thì mình cảm nhận thấy rồi, chứ còn bảo ăn uống chuẩn chỉnh như vậy thì mình cảm thấy nó khó quá, không thể làm được, không thể thực hiện được. Mình vẫn ăn uống quen rồi, mình không thể ăn được kiểu như vậy. Vậy thì cách chia bữa ra như thế nào, ra làm sao thì cụ thể nhé. Thay vì buổi sáng mình ăn một bát canh bóng đa to, hoặc là bát bún, bát miến, bát phở gì đó, rơi vào tầm kinh tế, rơi vào tầm khoảng 30-40 nghìn mặt bằng chung trên toàn quốc đó. Với một cái bát canh như vậy mà mình hút cả nước dùng, có nghĩa là mình thấy nước dùng ngọt ngọt đấy, nước dùng là nước xương ninh đấy, ngọt ngọt, thịt ninh, xương mới ninh, nó phải ngọt chứ thôi. Mà mình thấy dự hợp với cái nước dùng nước ninh đó mà mình hút cả cái nước dùng nước ninh đó, thì sẽ rơi vào cái lượng calo rơi vào tầm khoảng 700-800 calo, 700-800 calo nhé. Thì vừa rồi mình biết rằng là một người mà 50 kg, 50 kg nhé, thì chỉ cần hấp thụ 1.500 calo cho cả ngày trong vòng 24 tiếng. Nhưng mà riêng cái bát canh bánh đa đã là bao nhiêu ạ? 700-800 calo rồi. Chưa tính đến cái việc là còn dùng một hai cái quẩy nữa nữa.
cái quẩy đấy. Vậy thì cái lượng calo bằng tổng 50% tổng lượng calo mà mình cần phải tiêu hao trong một ngày, thì cô chú anh chị hình dung là nhiều như vậy. Nhiều như vậy thì chia ra kiểu gì, cơ thể của mình nó chia ra kiểu gì. Thực ra là nhiều như vậy đấy, mình vẫn hấp thụ được trọn vẹn là 700 calo đó nhé. Mà trong trường hợp mà mình hấp thụ tốt thì đưa vào người chúng ta sẽ không hấp thụ được, mặc dù chúng ta chuyển hóa được hết ra, chúng ta tiêu hóa được hết tất cả cái bát canh đó thành 700 calo và trực tiếp đổ vào máu dần 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 dần, dần trong vòng vài ba tiếng thôi. Nhưng chúng ta sẽ không hấp thụ được hết từng đó calo ngay tức khắc, thì chúng ta sẽ bị một cái cảm giác mà chúng ta đo lường được ngay tức khắc nhé, đó là buồn ngủ. Ăn bát canh bánh đa như vậy đấy thì sau khoảng tầm 1 2 tiếng bắt đầu chúng ta bị buồn ngủ, mặc dù chúng ta rất là tập trung làm việc và vẫn để một cốc cà phê bên cạnh, một cốc trà để uống, nhưng vẫn bị buồn ngủ. Lý do là chúng ta bị sốc đường, toàn bộ lượng đường và lượng calo đó đổ vào máu dẫn tới chúng ta bị sốc nhé. Rồi buông thả tay xuống, đan 10 ngón tay với nhau, đổ gập người về trước, càng quyết liệt đẩy cao tay về trước càng nhiều càng tốt. Càng rát càng tê càng tốt nhé. Và với tất cả các bữa khác cũng như vậy, chúng ta sẽ bị buồn ngủ khi mà mình ăn no bụng, có nghĩa là mình ăn nhiều hơn mức bình thường, một lượng calo lớn và nhiều hơn mức bình thường. Thì con số vừa rồi tôi chia sẻ rồi đúng không? Giả thiết mình 50 kg, vậy thì cứ lấy 30 nhân với 50 thì đấy chính là cái lượng calo 1.500 mà chúng ta cần phải chia ra cho cả ngày, chứ không phải đổ ụt trong một bữa nhé. Thì trước đây cái thói quen của các cụ ngày xưa đấy là làm nông nghiệp, mà làm nông nghiệp thì chỉ có ăn 3 bữa một ngày thôi, sáng trưa và tối đúng không, dẫn tới là các cụ có thừa nhiên liệu và năng lượng làm việc rất là mạnh trong một thời điểm, thứ nhất. Nhưng xã hội bây giờ thay đổi, chúng ta đâu có thể là làm việc giống các cụ ngày xưa đúng không, và cũng không thể có chuyện là ai cũng giống nhau. Và mỗi người thì lại có một cái điều kiện làm việc khác nhau. Có người thì làm văn phòng, bàn giấy. Có người thì lao động nặng nhọc, nhưng cũng không phải là giống các cụ ngày xưa. Có khi lại làm buổi tối, không làm buổi sáng, buổi chiều, mà lại tập trung vào buổi tối. Rất nhiều người làm cái nghề dịch vụ nhé, thì ban ngày họ lại nghỉ ngơi, họ lại ngủ, đúng không? Buổi tối họ mới làm việc, chẳng ai giống ai cả. Có người thì vừa làm lao động chân tay, lại vừa làm lao động trí óc. Có người thì lại chỉ làm một việc thôi, cho nên không giống ai nhé. Và cái cách ăn bây giờ tốt nhất ấy là chia 1.500 calo đó ra cho cả ngày, cụ thể là vào những cái thời điểm khác nhau nhé. Ví dụ chúng ta có 3 bữa chính và 2 bữa phụ. Đối với những cái người mà người bình thường ấy muốn giữ được cái cân nặng ổn định thì họ cần ăn khoảng 4 bữa một ngày. Còn đối với những người mà ăn để đảm bảo sức khỏe, để đẹp nhất có thể nhé, và để sống lâu nhất có thể, thì ăn 5 bữa một ngày. Còn đối với những người mà có bệnh, ví dụ như gầy, hoặc là có bệnh rối loạn chuyển hóa không lây khá nặng rồi đấy, ví dụ như u nhọt hoặc là tiểu đường gút, thì cần phải ăn 6 bữa một ngày. Vậy thì suy ra là không nhất thiết chúng ta phải là người lao động khác nhau nhé, mà chỉ dựa vào cái nhu cầu về ăn uống khác nhau là chúng ta đã cần phải chia cái lượng thức ăn ra khác nhau rồi. Rồi buông tay, ngồi dậy. Chống tay trái sang ngang này. Nghiêng người sang trái căng. Nhắc lại nhé. Đối với những người ăn uống muốn giữ ổn định cái cân nặng của mình thì cần ăn khoảng 4 bữa một ngày. Và đối với những người mà muốn ăn để đẹp nhất có thể đấy, để giữ vóc dáng đẹp nhất có thể, giống như không đến mức là người mẫu, mà chỉ cần gọi là một người yêu cái đẹp thôi, thì phải ăn tầm khoảng 5 bữa một ngày. Còn đối với những người có vấn đề về sức khỏe, có bệnh, gầy quá, gầy 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 hoặc là có bệnh thì phải cần ăn 6 bữa một ngày. Cụ thể có thể là bệnh rối loạn chuyển hóa, gút hoặc tiểu đường hoặc xương khớp nặng nặng ấy, thì mình cần phải ăn như vậy. Vậy thì cái lượng calo 1.500 đó chúng ta chia ra như thế nào, ra làm sao? Thì có công thức nhá. Công thức như sau này. Chúng ta sẽ có 2 cái bữa chính và tất cả còn lại là những bữa phụ.
cụ thể. Ví dụ bây giờ đối với một người cần giữ ổn định cân nặng đó trọn đời, không tăng không giảm, thì 30 nhân với 1.500 nhân với 50 chứ, thì bằng 1.500. Vậy thì hai bữa chính chúng ta chưa biết là mình ăn cái gì đúng không, nhưng chúng ta có công thức như sau: ăn 4 bữa một ngày với người làm sao giữ ổn định cân nặng mà, thì có hai bữa phụ. Hai cái bữa phụ đó là sáng và 4 giờ chiều, sáng và 4 giờ chiều nhé. Và công thức ăn là không được ăn quá 150 calo cho hai bữa đó. Vậy thì cái lượng calo còn lại thì chúng ta sẽ ăn dồn vào hai bữa chính, đúng không? Hai bữa phụ là bữa sáng này và bữa 4 giờ chiều, mỗi bữa ăn 150 calo thì bằng 300 rồi. Vậy thì còn lại 1.200. Chúng ta sẽ ăn mỗi bữa 600 calo vào bữa trưa và bữa tối. Tuy nhiên này, bữa tối thì buộc phải ăn trước 7 giờ tối. Nếu không thì sẽ to bụng mất. Và ăn tốt nhất là 6 rưỡi thì bắt đầu lại có tí phát sinh. Tôi làm công việc này, việc nọ, việc kia, nhà gia đình thì làm sao mà ăn trước 6 giờ tối được như vậy? Không ăn được, khó lắm. Ăn như vậy làm sao mà ăn được? Và đúng là hầu hết mọi người đều như vậy. Cứ đủng đỉnh có lẽ bắt đầu 7 giờ tối chúng ta mới ngồi vào bàn ăn. Ăn có nhanh đi chăng nữa thì cũng phải làm sao đến tầm 8 giờ kém mới xong được. Và dẹp vệ sinh xong thì muộn mất rồi. Và đa phần người Việt của chúng ta là bắt đầu bị bụng to và to bụng vì ăn muộn hơn sau 7 giờ tối. Có đúng không? Thì có giải pháp khác nhé. Nếu như mình muốn giữ ổn định cân nặng đó, nhưng mà mình lại làm sao bị lại bị to mỗi cái bụng, thế mới chán chứ. Vậy thì có thêm giải pháp phụ, đó là tập luyện. Buộc phải tập luyện nhé. Thì chúng ta lại nhỏ lên một chút. Tuy nhiên không thể nhỏ được hoàn toàn đâu, mà nhỏ lên được một chút thôi. Và tập luyện thì buổi tối trước khi đi ngủ, có rất nhiều người là người ta có thói quen là đi bộ thư giãn tầm khoảng 20-30 phút, xong sau đó mới làm sao đi ngủ, thì giúp khí huyết lưu thông hơn và đốt thêm một lượng calo nho nhỏ. Thì có hai thời điểm đi tập thể dục này: một là buổi sáng của chú anh chị tập cùng với thầy, thứ hai là buổi tối trước khi đi ngủ mình tạo ra một thói quen nhỏ nhỏ là đi bộ thôi. Buông tay đổi bên nhé, với tay phải sang lên, nghe căng càng căng càng tốt, tập trung vào dưới thật dài này, càng rát càng căng càng tốt. Đến cả cái việc mình ăn rất là chi tiết và con số như vậy rồi mà vẫn không đạt được cái hiệu suất thì là do thói quen của mình nhé. Tất nhiên là có một lượng cực kỳ lớn, đặc biệt là nữ giới đấy, buổi tối mà họ ăn nhiều thì họ sẽ tức bụng, cảm thấy khó khó chịu, thậm chí là khó ngủ. Thì cái bữa 4 giờ chiều sau khi họ ăn 150 calo rồi đấy, thì tự động buổi tối họ sẽ ăn ít đi. Ăn ít đi và điều gì xảy ra nhỉ? Và bụng cũng bé. Thì có thêm một công thức nữa nhé, có thể sẽ rất phù hợp trong trường hợp cô chú anh chị mà học PT dinh dưỡng với thầy đấy, thì thầy mới có thể đo lường chính xác được là buổi sáng ăn đúng bao nhiêu calo, đúng không? Chứ không phải là cứ ăn theo thói quen cũ, hoặc là ăn đúng 150 calo, hoặc là ăn bừa theo cái sở thích cũ của mình nhé. Có người buổi sáng thì ăn tầm khoảng 300 calo, đúng không? Có người buổi sáng tại cái khối lượng công việc người ta nhiều, người ta làm nhiều thì ăn tầm khoảng 300 calo. Đó, có người thì ăn 150 calo. Nhưng hầu hết đối với những người làm văn phòng thì sẽ duy trì tầm khoảng 150 calo vào buổi sáng. Còn những người mà chiều cao cân nặng hơi 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 nặng ấy, rơi vào tầm khoảng tầm 70 kg trở lên ấy, thì họ phải ăn tầm khoảng bao nhiêu? Tầm 300 calo. Còn trong trường hợp lao động nặng nhọc thì cũng phải ăn tầm tầm đó thì mới có sức để làm đến tầm 9-10 giờ chứ, đúng không? Vậy thì để chi tiết đầy đủ hơn thì có lẽ chúng ta phải ngồi nghiên cứu thôi, hoặc là học cho nhanh. Chứ còn cứ gốt bài gốt như vậy thì không có đâu, chỉ được là tốt nhất ở mức có thể thôi. Thì chúng ta đã được cái công thức làm sao nhỉ? Ăn để giữ ổn định cân nặng và tránh to bụng, đúng không? Thì tôi tổng kết lại nhé. Đối với những người muốn ăn ổn định, ăn để ổn định cân nặng và tránh to bụng nhất, thì chúng ta ăn 4 bữa một ngày và có công thức hai bữa sáng là 150 calo mỗi bữa. Vậy thì có 300 rồi. Còn lại 1.200 thì chúng ta chia đều cho hai bữa trưa và tối. Tuy nhiên thì mỗi tối phải ăn trước 7 giờ tối, tốt nhất là trước 6 rưỡi. Đó. Và ăn cái gì chi tiết hơn thì chính xác là giảm tối đa cái lượng đường xuống. Lượng đường có thể đến từ rau củ quả, cũng có thể đến từ tinh bột. Và chúng ta tập trung chủ yếu là ăn đạm và chất xơ thôi. Thì chúng ta mới có thể là bé bụng nhất có thể. Bé bụng nhất có thể nhé. Ngoài ra thì còn phải ăn đúng quy trình ăn xuôi. Cái gì ăn trước, cái gì ăn sau. Chứ không phải ăn tát 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 bừa như tát ao. Thêm một công thức nhỏ nữa
là phải tập thể dục thì mới có thể làm sao nhỏ bụng ở mức tối đa. Thôi lên, dừng hai chân, cái bàn rất là quen thuộc, tay đưa về sau. Thì đó chính là cái cách ăn cho những người muốn giữ ổn định cân nặng và bụng bé nhất có thể. Còn để đầy đủ chi tiết bé ơi là bé, bé xíu, bé bé tuyệt vời luôn đấy, và khỏe tuyệt vời, thì buộc phải học với thầy thôi, chứ không thể nói chung chung và chơi chơi như vậy. Tại vì mỗi người sẽ có một cái tình trạng sức khỏe khác nhau, cái điều kiện chế độ dinh dưỡng khác nhau, cái điều kiện có nghĩa là cái túi tiền chi phí chi trả cho cái việc ăn uống đấy khác nhau, cộng với cái khối lượng công việc tại những thời điểm khác nhau. Rất nhiều người buổi tối còn phải chăm sóc con cái, học tập, rửa bát, quét nhà, giặt quần áo, mệt là phết đấy. Chứ không chỉ là buổi tối mà được nghỉ ngơi đâu, nhiều khi cũng chỉ phải 11 giờ mới được nghỉ, được ngủ cơ. Về nhà làm các cái công việc nhà cũng mệt, cũng nhọc, chả kém đâu. Thì sẽ khác nhau rất là nhiều nhé. Chứ công thức là công thức, còn khi mà ứng dụng thực tế thì cần phải thay đổi để phù hợp với tình trạng của từng người một. Rồi, thì cái phần thứ hai là đối với những người mà muốn có sức khỏe sắc đẹp tối ưu nhất thì cần ăn 5 bữa một ngày. 5 bữa một ngày có nghĩa là cũng có bao nhiêu ạ? À? 2 bữa chính là bữa trưa và bữa tối, và cũng ăn theo công thức giống bữa, có người ăn 4 bữa. Vậy thì 3 bữa còn lại là những cái thời điểm nào? 3 bữa phụ thì 3 bữa phụ cũng cũng có công thức như sau nhá. Cũng tối đa ăn 150 calo thôi vào bữa sáng, bữa 4 giờ chiều và bữa 9 giờ sáng. Tại sao lại ăn vào bữa 9 giờ sáng mà không ăn vào cái thời điểm khác? Tại vì 9 giờ sáng chúng ta cũng lao động và làm việc khá là nhiều. Thành ra là cần phải chia cái lượng calo đó ra cho bữa sáng và bữa 9 giờ sáng. Nhiều khi mình cứ bảo rằng là ăn nhiều như vậy thời gian đâu mà nấu nướng, đúng không? Hết ngày mất 150 calo rất là nhanh, chỉ ăn vào tầm mất 2-30 giây là xong thôi. Không cần phải chế biến làm gì cả. Chế biến là bữa trưa và bữa tối thôi. Thì ai đang nấu nướng hàng ngày thì mới biết được cái công sức bỏ ra làm cái bữa ăn bữa trưa và bữa tối mất nhiều thời gian lắm. Trừ khi cô chú anh chị đạt được những cái kỹ năng làm việc rồi thì mới có thể là rút ngắn được cái thời gian nấu nướng dọn dẹp như vậy, nhưng kiểu gì cũng phải rơi vào tầm 2-3 tiếng tất cả nhé, để chế biến và dọn dẹp cũng phải mất cả 2-3 tiếng cho 2 bữa chính đó. Chứ chưa nói đến cái trường hợp một số người là buổi sáng là còn phải nấu ăn cho cả gia đình nữa cơ, thì có lẽ phải mất phải đến 3 tiếng rưỡi 4 tiếng lục sục như vậy, thì mất toi mấy tiếng một ngày cho cái việc ăn uống. Ai đó mà là người yêu công việc nhé, ai đó mà là người yêu công việc thì họ cảm thấy rất là lãng phí cái thời gian cho cái việc ăn uống ngủ nghỉ rồi ỉa đái rồi dọn dẹp, mệt mỏi lắm, họ cảm thấy lãng phí thời gian. Thậm chí họ còn ước rằng là ước gì chả phải ăn, không phải ăn để đỡ lãng phí thời gian để họ lao động và làm việc vui chơi, đúng không? Chứ cứ lục sục như vậy thì rất là mệt. Rồi gập đầu lên, hạ xuống, khép chặt hai chân vào nhau, cái vặn người khép chặt hai chân vào nhau. Rồi, xoay căng người về trái nhé. Vậy thì bây giờ lại quay lại cái câu chuyện, cái vấn đề 5 bữa một ngày cho những người muốn ăn khỏe mạnh nhất, đẹp đẽ nhất, tuyệt vời nhất thì cần ăn 5 bữa một ngày. 3 bữa phụ là bữa sáng, bữa 9 giờ sáng và bữa 4 giờ chiều. Mỗi bữa ăn tối đa 150 calo. Muốn ăn cái gì giờ 100 calo cũng được, 500, 150 calo cũng được, chả quan trọng. À, buổi sáng thì tôi thường ăn một tút bột ngũ cốc, rơi vào các loại hạt bột, vào tầm khoảng 120 calo, từ 90 đến 120 calo, cộng với một hộp sữa chua nhỏ nhỏ, không đường. Thường một hộp sữa chua nhỏ nhỏ không đường nó rơi vào tầm khoảng 5-70 calo, 5-70 calo nhé. Trộn với một hộp, với một cái cho và pha và lắc cùng với một cái gói bột ngũ cốc đó thì là rơi vào 150 calo. Sau đó thì đến tầm khoảng 9 giờ tôi ăn khoảng một nửa quả táo, một quả chuối, một nửa quả táo nhé, hoặc một nửa quả chuối cộng với vài cái hạt ngũ cốc, có thể là hạt điều, hạt mắc ca, óc chó, hạnh nhân hay hạt gì đó. Có nghĩa là một cái nắm cái hạt tầm khoảng tầm 5-7 hạt, 5-7 hạt thôi nhé, không nhiều đâu, 5 hạt thôi. Nhai tiện mồm mà nhai luôn, thậm chí là vài hạt lạc, khi có thì dùng luôn vài hạt lạc, rất là nhanh. Và những cái loại thực phẩm đó chúng ta hoàn toàn có thể chế biến được, dùng dần trong thời gian rất là dài,
cô chú anh chị có thể làm những cái loại bột đó và hút chân không, hoặc là ép ép vào, nén nén vào, hoặc là để vào cái lọ, trong khi cần thì mình xúc ra mình đổ thêm nước vào mình lắc lên, thế là xong. Và bữa sáng của tôi thì tốc độ cực kỳ nhanh, tôi rơi vào tầm 2 phút đã xong, chưa đến 2 phút, ăn lai dài 2 phút đã xong. Tôi đổ cái tầm khoảng 2 đến 300 ml nước, muốn nó loãng loãng dễ nuốt thì cho tầm khoảng 300, hơn 300 ml nước, nấc cái thế là xong, uống ực cái xong, nhanh lắm, nhanh vô cùng luôn. Thời gian còn lại là mình làm việc khác thì mình hưởng thụ các cái khác. Chứ hôm sáng ra lục sục ăn cái bát canh đa nấu nướng mệt mỏi lắm. Xong sau đó thì ngồi đến mà thở, ngáp ngáp như con nghiện bị sốc đường mà ngáp. Cái công việc của mình là làm vừa lao động chân tay vừa lao động đầu óc, viết lách rồi là tư vấn rồi là giải thích, chứ có phải là hục tập luyện hoặc là xúc than mãi đâu. Thành ra mình cũng không cần quá nhiều nhiên liệu và năng lượng như vậy. Thôi đổi bên. Và cái cảm giác cứ ăn mà sau đó lại buồn ngủ, không ngủ thì lại đau đầu, đau đầu mà phải ngủ, chứ không ngủ là đau đầu. Chiều tối lại đói, hóa mắt chóng mặt, buồn rùn chân tay lên. Sau đó lại ăn, vã ăn lắm, thèm ăn lắm. Cuộc sống nó đầy điều thú vị, làm gì đến mức mà mình bị cái cơ thể của mình nó điều khiển mình đến mức độ mình vã đến mức độ như vậy. Cứ đau đầu, không ngủ thì lại bị đau đầu, ngủ dậy thì lại đói, đói lại thèm ăn, cứ luẩn quẩn như vậy đến sáng ngày hôm sau thì bị táo bón. Táo bón nhé, cái quy trình như vậy nó cứ lặp đi lặp lại cả cuộc đời của mình, rồi đến một lúc mình sẽ cảm thấy quá là mệt với cái việc đấy. Có lẽ thì cái công việc của mình nó cũng không quá là đòi hỏi nhiều thời gian, đòi hỏi nhiều trí tuệ, thì mình cũng không cảm cảm mình cũng không cảm thấy cái việc đấy phiền. Đi đại tiện bình thường đối với những người khỏe mạnh ấy, chắc là 20 giây đã xong rồi, nhiều lắm thì đến khoảng 1 phút, 1 phút rưỡi. Còn những người mà đi đại tiện khó đấy, chứ cứ ngồi trong nhà vệ sinh có lẽ là mất đến tầm 45, 50 phút, thậm chí cả tiếng đồng hồ còn chưa ra được. Thì nhà có điều kiện nhiều thời gian nghỉ, người ta được tranh thủ còn để làm việc khác, của mình ngồi trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ mà chưa ra thì phải ít tiền thôi, thì phải nghèo thôi. Đi ỉa cũng còn mất toi mất 1 tiếng, một ngày có 8 tiếng thì đi ỉa mất 1 tiếng rồi, có 8 tiếng buổi sáng đấy để lao động và làm việc thì ỉa mất toi 1 tiếng rồi. Ăn uống lục sục các bữa chính bữa phụ mất thêm khoảng tầm gần 4 tiếng nữa, dọn dẹp nữa. Một ngày có 8 tiếng cộng với các tiếng nghỉ ngơi, tất cả còn lại là tầm khoảng 12 tiếng, là xịn sò lắm rồi đấy. Nhưng chúng ta đã mất đi tầm hơn 4 tiếng rồi cho cái việc ăn mới ỉa rồi, thì còn thời gian đâu mà kiếm tiền, thời gian đâu mà học tập nữa. Và hầu hết những người có thói quen ăn như vậy đấy và đi đại tiện như vậy đấy, lười và ngại học lắm, họ mệt mỏi với cái việc học tập, họ cảm thấy đau đầu, cảm thấy uể oải. Chứ không phải là mình thích học thì mình có cái góc nhìn tiêu cực không tốt từ những người không thích học đâu nhé, mà do cái thói quen ăn uống thôi dẫn tới là họ bị có cái cảm giác như vậy. Rồi vậy thì sau khi chúng ta biết rằng là có 3 cái bữa phụ để ăn như vậy, ngoài ra thì còn 2 bữa chúng, 2 bữa chính đúng không, 3 bữa phụ là mỗi bữa 150 calo, vậy thì là có bao nhiêu rồi nhỉ, có 450 calo rồi, còn lại 1050 calo sẽ chia đều ra cho 2 bữa chính là bữa trưa và bữa tối. Vẫn ăn giống bữa ăn 4 bữa một ngày của người giữ ổn định cân nặng nhé, và cũng tập thể dục. Nếu như có đi bộ được một chút, 15, 20, 30 phút, hai vợ chồng nắm tay nhau, hoặc là mình tiện cầm cái chổi ra mình quét ngõ, mình quét ngõ nhàn cực kỳ luôn, quét ngõ cho hàng xóm ấy, đúng không? Thì cũng là đi bộ tản bộ nhẹ nhàng, hoặc là quét cái sân, hoặc quét cái nhà cũng được. Thì cũng là đi bộ tản bộ nhẹ nhàng, chứ không lau nhà nhé, chỉ quét thôi. Thì là nhẹ nhàng trong khoảng vài ba chục phút, chứ không nhất thiết là phải đi bộ, đúng không? Thì chúng ta đã có thể giảm được thêm một vài calo tích lũy ở cái bộ phận nào đó, đặc biệt là xung quanh vùng bụng. Thôi buông quay lại, xoay người sang trái nó có rắn, và cứ ăn đúng như vậy nhá, thì chúng ta sẽ giữ được cái form dáng đẹp nhất có thể. Đối với những người muốn ăn 5 bữa một ngày để có thể có cái form dáng đẹp nhất có thể, và cũng chẳng cần phải bàn cãi hay là chẳng cần phải đo lường gì nhiều, đúng không? Có rất nhiều người tại sao mà 4, 5, 60 tuổi
trông họ form dáng cực kỳ là nhanh nhẹn, trông rất là thanh thoát và đẹp lão, đẹp lão luôn nhá. Già tuổi thì phải đẹp lão chứ, chứ người già tuổi mà mình trông mình nó mệt mỏi, nó uể oải lắm, béo một chút mà cũng chẳng bệnh tật gì thì cũng chẳng làm sao, thậm chí là cả tạ, nhưng mà nặng nề lắm, mệt mỏi lắm, uể oải lắm, khó ăn khó ngủ lắm, nhiều người còn mất ngủ nữa, đau đầu khó ngủ mất ngủ. Thì tội gì mà mình phải chịu khổ như vậy, mình có cách có giải pháp mà. Tuy nhiên thì các cái giải pháp mà cô chú anh chị biết ấy chưa chắc đã là tốt, và chính xác là thị trường người ta cũng chẳng mong muốn mình phải mạnh lên đâu, mình cứ ốm cứ giặt chạo cứ nhạt nhẽo như vậy thì mình mới tiêu dùng nhiều chứ. Còn cái cách mà mình đang được hướng dẫn, đang được chia sẻ này, đang được tập hàng ngày này, thì đây là cái lối sống lành mạnh, cái cách chăm sóc sức khỏe chủ động, thì buộc phải vất vả chút thôi, phải tự học thôi, tự nghe, tự học, tự nghiên cứu, tự tìm ra những thứ tuyệt vời nhất cho mình, thì cái giá mà mình phải trả thì cũng rất là xứng đáng. Còn không thì mình cứ bỏ tiền mình mua công cụ thì phải chấp nhận thôi là không tốt. Còn đầy người này cứ nghe nghe ngang nghe dọc, nghe người này nghe người lọ nghe người kia và tìm ra được một công thức cho mình muốn miễn phí thì miễn phí chẳng có gì là tốt đâu, miễn phí thì chỉ có chung chung phải chơi chơi như vậy thôi, tốt với người này nhưng mà chẳng tốt với mình, đúng không? Cái công thức khác nhau mà, chiều cao cân nặng khác nhau, tình trạng khác, sức khỏe khác nhau, độ tuổi khác nhau, tất cả mọi thứ khác nhau, cái thời gian lao động và làm việc khác nhau thì chả ai giống ai cả, làm chỉ có một công thức chung, chỉ có một công thức chung cho từng nhóm người thôi, sau đó lại chi tiết hơn nữa. Thì vừa rồi từ đầu đến giờ cô chú anh chị cũng hình dung ra ngay đúng không? Rồi thế đến cái nhóm mà có vấn đề về sức khỏe, có các bệnh rối loạn chuyển hóa không lây thì cần ăn 6 bữa một ngày. 6 bữa thì chúng ta cũng có hai bữa chính là bữa trưa và bữa tối. Vậy thì 6 bữa phụ là những bữa gì? 6 bữa phụ là bữa sáng là một này, bữa 9 giờ sáng là hai này, bữa 4 giờ chiều là ba này, và bữa 9 giờ tối thì chúng ta cũng ăn công thức đúng như vậy nhé, 150 calo cho mỗi bữa phụ. Vậy thì giả thiết mình đang là 1.500 đúng không? Thì 4 bữa kia là 600 rồi. Vậy thì còn lại là chia đều cho hai bữa chính. Lại quay lại vấn đề, ui giản lắm như thế thời gian đâu rồi mà ăn. Thì đầy 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 những cái loại thực phẩm thức ăn mà vừa đi làm vừa ăn được, vừa lái xe vẫn vừa ăn được, thậm chí vừa đạp vừa đi xe máy vẫn vừa ăn được, vừa ngồi làm bàn giấy vẫn ăn được. Để một chút hạt, tập cho mình một cái thói quen là ăn uống healthy dần dần, ăn chay dần dần thôi. Ai đó mà tầm một độ tuổi 40 45 trở lên mà bắt đầu chuyển dần sang ăn chay trường thì thôi sang lắm, sang thật sự luôn đấy. Cái năng lượng trong người mình nó tỏa ra, đúng không? Cái vóc dáng, cái thần thái của mình trông rất là thanh thoát, rất là sang trọng, chẳng chẳng cần phải phải, phải lịnh lịnh thối nhau đâu, ai cũng nhìn thấy điều đó thôi. Chứ 30 40 tuổi mà ngồi mà sầm sạo ra vỉa hè, ngồi ăn bát canh đa tát sụp 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 sụp, không có điều hòa, không có quạt, mà ngồi cứ nhễ nhại ra, đúng không? Xong mỗi bữa mình ăn mình cảm giác như mình đại khai sát giới thì mới có thể mới có được một cái bữa ăn mà gọi là đủ chất, tôm cua cá thịt thựa bề nhề ra, gọi là đại khai sát giới đấy, thì mới có thể có một cái bữa ăn gọi là đầy đủ mà để mình cảm thấy thoải mái. Nhìn mình ăn nhiều mình quen thôi, nhưng hôm nào đó mà mình đứng xa ra mình nhìn vào ấy, mình nhìn thấy ai đó họ ăn giống như mình hàng ngày đấy, thì bắt đầu mình mới thấy hơi khiêm khiếp. Thì cũng giống như những người uống rượu thôi, uống say thì họ nói chuyện ồn ào thôi. Rồi thế chó cho mình đẹp này. Mình uống rượu say cùng với những người uống rượu thì mình cũng nói những chuyện huyên thuyên chẳng đầu chẳng đuôi, linh tinh, thậm chí là ầm 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 thì chẳng thấy sao cả. Nhưng hôm nào đó mà mình không uống rượu, mình ngồi quan sát những cái nhóm bạn mà mình đang uống rượu hàng ngày đấy, thì mình sẽ phát hiện rằng là câu chuyện chả đầu chả đuôi gì cả, mà ầm ầm một lần ăn uống thì kinh khủng lắm, cuồn cuộn ôm ôm mồm, và cứ lặp đi lặp lại như vậy thì chúng ta lại có những cái cảm xúc cảm giác như vậy thôi. Nhiều tuổi rồi mà còn ăn uống như vậy và cũng có thói quen sinh hoạt như cũ như vậy thì mệt mỏi lắm. Có thể là mình cứ vui thì vui được những thời điểm thôi, tôi gặp nhiều lắm. Trước đây thì buổi sáng chúng ta có hai anh chị, một chị tên là Oánh, anh tên là Đại, hai anh chị là người Tiên Lãng. Cái nhóm của cô chú anh chị đấy ở cái độ tuổi tầm gần 60 rồi, mà thường những người ở độ tuổi gần 60 mà làm ăn giỏi giang ấy thì cô chú anh chị ít nhiều đều thoát khỏi dòng tiền, có nghĩa là không phải lo nghĩ nhiều về cái việc kiếm tiền. Mình tích lũy được, mình sử dụng cái số tiền tích lũy đấy có lẽ là hết kiếp cũng chẳng hết được, còn dư giả cho con cháu nữa cơ.
Thì cái nhóm của anh chị ấy có tầm khoảng 20 người chơi với nhau, cũng lao động và làm việc ở cái đơn vị xã hội đó, và họ cũng thoát khỏi dòng tiền ít nhiều rồi. Thời gian dành cho ăn uống vui lắm, sáng rủ nhau đi ăn sáng xong uống cà phê, trưa là rủ nhau ăn uống nhậu nhẹt, chiều tối cũng vậy, và cứ quay vòng như vậy 20 nhà, cứ quay vòng đi quay vòng lại nhé. Có lẽ là chưa kịp hết kín lịch phun lịch, và bây giờ một số anh chị cũng đẩy những trường hợp như vậy, phun lịch kín lịch không có thời gian để mà thở ra để làm việc khác, thời gian ăn thì cũng còn chả có cơ, nhiều lịch ăn uống quá, quay vòng khoảng 20 gia đình như vậy thì làm sao mà có kịp có thời gian được co duỗi để mà nghỉ ngơi, cứ cuồn cuộn như vậy. Tuy nhiên thì có gia đình của anh chị Oánh Đại thì anh lại không biết uống rượu từ khi còn rất sớm. Ngoài ra thì có cái thú vị là chị lại chăm sóc anh ấy khá là tốt, và có nghĩa là anh ấy cũng khá là nể chị ấy. Nể, mình dùng từ nể là hơi hơi đẹp, thực ra là hơi sợ vợ một tí, sợ vợ thì vợ mắng vợ quýt lườm cho thì kinh quá thì cũng chẳng dám uống rượu nhiều, cứ đi thì cũng chỉ nhấc lên đặt xuống cùng lắm là một chén thôi, thôi rửa thẳng người ra con mèo thả xuống. Các cụ cũng có câu, các cụ mới có câu là anh Toàn nghỉ nhá, các cụ mới ấy, chứ không phải các cụ ngày xưa đâu, các cụ mới gọi là có cái câu tục ngữ tục thôi. Sợ vợ thì sống lâu, đội vợ lên đầu thì trường sinh bất tử, đúng không? Nghe thì cũng có hợp lý đấy, tại vì cái anh đấy thì tôi không biết chung xã hội như thế nào, nhưng mà nghe cái trường hợp của anh ấy thì cũng khá là hợp lý, do anh ấy nể vợ sợ vợ thành ra là anh ăn ăn uống với bạn bè cũng tém tém. Và đúng là tính đến thời điểm này thì từ khi biết anh ấy, anh chị đến cho bây giờ là tầm khoảng hơn 2 năm, thì hầu hết các anh cũ ấy thì có anh thì gút, có anh thì tiểu đường, còn xương khớp thì nhiều lắm, đau đầu khó ngủ mất ngủ, mà buổi tối buộc phải uống rượu mới ngủ được, chứ không uống rượu là không ngủ được, vui vẻ thoải mái gần chục năm trời ăn uống gọi là xõa, nhiều khi dùng từ thác loạn cơ, ăn uống thác loạn xõa, vui như vậy thì cái giá phải trả là phải chấp nhận thôi, chẳng làm gì có chuyện mà sướng như vậy mà sướng mãi được, khi còn khỏe khỏe trẻ trẻ còn ăn được còn còn bục được, chứ bây giờ tiểu đường rồi thì ăn được sao được nữa, gút rồi ăn được sao được nữa, đúng không? Xương khớp đau mỏi có rồi, ăn xong một bữa ngày mai lú lẫn đầu óc luôn đó. Và anh ấy do sợ vợ quá, hoặc là cũng có thể là nể vợ, thành ra là ăn uống cũng tém tém lại, và đến bây giờ thì anh chị là người khỏe nhất, thi thoảng anh chị vẫn vào lớp các buổi tập Zoom ấy, còn tập không thì đã tự chủ động được rồi, và bây giờ tự chủ động được tập được với nhau rất là nghiêm túc, hàng ngày chăm sóc nhau, hai vợ chồng hàng ngày đi tập đi chơi du lịch chăm sóc con cháu, vẫn vẫn chăm chỉ làm thêm những công việc mà có thêm hiệu, và dành khá là nhiều thời gian cho cái việc nghiên cứu, điều chỉnh vận hành và chăm sóc cái cơ thể của mình, thú vị cực kỳ luôn, mình cảm thấy rất là có trí tuệ, mà thể chất thể hình của họ cứ rong ròng trông giống như kiểu như người người Anh ấy. Người, người 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 các nước ở châu Âu và những người trong có form dáng trông cứ rong ròng ấy, rất hiếm nhá, không nhiều đâu, những người ở độ tuổi trung niên mà có cái vóc dáng rong ròng, thường cô chú anh chị để ý đến những người mà tầm 50 55 trở lên ấy, mà vóc dáng rong ròng trông họ trẻ lâu lắm, trẻ cực kỳ lâu luôn, ai cũng bảo mình khỏe mình đẹp mình trẻ, da chị dạo này đẹp thế, toàn những lời khen gọi là nói hơi nói thẳng ấy, chứ khen kiểu giả tạo, thì ai đó thích nghe những lời có cánh như vậy thì cứ cứ nghe thôi, chứ còn đẹp hay không thì tự mình biết, da căng thì có giải quyết cái gì đâu, béo lên đến cả chục ký 20 ký so với cái mức tối ưu thì chỉ là làm sao trông nó căng thôi, nhưng mà cơ mặt mình nó cũng phụng phịu nó méo mó, cơ thể của mình cũng vậy, còn để đẹp tổng thể thì cần có trí tuệ, chứ không phải dùng răng răm ba câu từ khen khen đãi môi như vậy mà lại lại có kết quả, hoặc là kết quả từ đó thôi nhé. Rồi nằm sấp thì con thuyền có hai chân tay túm cổ chân, tổng kết lại nhé, đối với những người mà cần phải ăn 6 bữa một ngày thì đó là những cái trường hợp mà có vấn đề các bệnh tật rối loạn chuyển hóa không lây rồi, thì buộc phải chia ra thành 4 bữa phụ và 2 bữa chính, 4 bữa phụ vẫn là 150 calo mỗi bữa và 2 bữa chính là lượng calo còn lại chia đều ra, và ăn được như vậy đấy
Thì là công thức cứng nhá. Thì mới có thể chia đều cái lượng calo là 1.500 calo cho cả ngày. Còn buổi tối thì chúng ta nghỉ ngơi rồi. Các cái bộ phận tiêu hóa và làm việc chuyển hóa. Buổi tối nó không làm việc đâu. Nó chỉ là đốt calo không thôi. Calo chạy gọi là chạy rốt đa đấy. Thì có cái công thức chạy rốt đa nhé. Chứ không phải là không có đâu. Có một công thức chạy rốt đa. Ví dụ, giả thiết ví dụ nhá, một ngày chúng ta không làm gì, không làm một cái việc gì luôn, chỉ là nằm và thở thôi, nằm và thở thoi thóp luôn đấy, thều thào ấy, thì chúng ta cũng đốt trên dưới 1.000 calo một ngày, trên dưới 1.000 calo một ngày nhé. Thì có công thức tính là chi tiết hơn thì ở các cái buổi khác của chú anh chị mà quan tâm tìm hiểu những cái kiến thức ăn uống để chữa bệnh giữ xinh làm đẹp thì chúng ta cần phải vào những cái lớp học hoặc là nghe những cái bộ video của thầy, hoặc là vào lớp học của thầy thì sẽ được mỗi ngày nhắc một tí, mỗi ngày hướng dẫn một tí thì sẽ đầy đủ và chi tiết hơn, đúng không? Còn không thì cứ sử dụng công thức như vừa rồi là được rồi. Hàng ngày tim của chúng ta vẫn đập, phổi của chúng ta vẫn thở, tất cả máu trong người ta vẫn chảy mặc dù chúng ta chả làm gì, chúng ta nằm im một chỗ giống như là người ốm nằm trên giường nằm im với đấy, không làm gì thì chúng ta vẫn đốt calo, gọi là chạy rốt đa, đúng không? Thì cái công thức chạy rốt đa như sau nhé. Thôi hạ xuống, nằm xuống, lật nghiêng người, ngửa người lại, lật cái chúng ta làm một phép loại trừ để tìm ra được cái công thức chạy rốt đa của mình nhé. Ví dụ này, mỗi một tiếng lao động làm việc của chúng ta, nhưng không phải là làm việc kiếm tiền nhé, mà là lao động làm việc ví dụ như là tập yoga. Giả thiết một tiếng tập yoga của chúng ta thì theo công thức chung đấy, chung chung thôi chứ cũng không tuyệt đối chuẩn đâu, thế rồi vào tầm khoảng 100 calo một tiếng, có nghĩa là từ sáng đến giờ của chú anh chị mới đốt 100 calo sau khi tập một tiếng với thầy, đúng không? Còn đối với người tập gym thì sẽ đốt từ tầm khoảng 300 calo. Tập aerobic mà giật liên tục trong vòng một tiếng thì có thể đốt tầm khoảng 500 calo. 500 calo nhé, nhiều đâu phết đấy. Thì giả thiết một ngày chúng ta tập 1K thôi, thì chúng ta cắt cái chỗ đó gạt sang một bên, có nghĩa là được từng đó calo rồi, đúng không? Còn hàng ngày chúng ta sẽ đốt tầm khoảng 20 cho đến 30% tổng lượng calo mà chúng ta lấy con số là gì nhỉ? 30 nhân với 50 có nghĩa là tổng cái lượng calo mà chúng ta đang hấp thụ được để giữ ổn định cái cân nặng đó. Giả thiết như bây giờ coi đó là 60 kg thì cứ 30 nhân 60 mà 1.800, và 30% khoảng 30% nhá. Công thức nó không chuẩn tuyệt đối đâu, tại vì có người làm nhiều, có người làm ít, có người thì teo cơ, có người thì nhiều mỡ, người càng nhiều mỡ thì càng đốt ít calo, tại vì cơ teo mà, đúng không? Còn cơ bắp càng nhiều thì cũng chẳng cần phải tập, chỉ cần ngồi thở không thôi, ngồi hít thở không nó cũng đốt calo, càng nhiều cơ bắp thì càng đốt calo nhiều. Hãy tĩnh nhá, lăn tròn, lăn tròn. Vậy thì cứ mỗi một buổi tập chúng ta tập môn gì thì chúng ta nhấc cái lượng calo đó gạt sang một bên. Thứ hai nữa đó là khoảng 30% tổng cái lượng calo hàng ngày, 30% từ tổng lượng calo hàng ngày là chúng ta dùng để làm sao, làm tất cả các việc, làm tất cả các việc còn lại nhé. Vậy thì cái lượng calo còn lại chính là cái lượng chạy rốt đa, thì cụ thể 1.500 nhé, thì có 30% là để làm tất cả các việc trong ngày là 450, và có một tiếng tập yoga 100 nữa là 550. Vậy thì còn lại là 950 là lượng calo chạy rốt đa, không làm gì vẫn phải ăn, không thì sẽ bị sụt cân và sẽ bị yếu đi, đúng không? Đó, để đầy đủ chi tiết hơn, để tìm hiểu cũng như để có thêm một nhóm bạn có các cái kiến thức về ăn uống cân bằng thì có lẽ buộc phải học thôi, cứ mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Và cuối cùng thì sau khi tập với thầy 1-2 năm thì trở thành chuyên gia hết. Thôi, nằm xuống, giang hai tay, thoải mái, thả lỏng, thư giãn. Rồi, buổi tập hôm nay dừng ở đây. À, chúc cô chú ý chị có một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe, thật hiệu quả. Thời tiết này là thời tiết miền Bắc, bây giờ là rất là heo heo, lạnh lạnh.
Thời tiết rất là đẹp. À, những cô chú anh Chị chị. thầy nhiều ạ. Chào cả lớp. Vâng. Sau mình sẽ tiếp Xong tục. mình sẽ tiếp tục. Em chào Em thầy. chào thầy. Alo, chào chị Duyên nhá. Vâng ạ. Chủ nhật tuần này cố gắng đi tập chị Duyên nhá. Dạ vâng ạ.